Lô Na Kiều Loan nóng mặt tố bị một sư thầy lừa tiền từ thiện chiếm đoạt trắng trợn hơn 700 triệu. Á hậu ca sĩ Lô Na Kiều Loan vừa có bài đăng gây xôn xao dư luận khi thẳng mặt tố bị một sư thầy là trụ trì của hai ngôi chùa có tiếng lừa hơn 700 triệu tiền từ thiện. Cõi mạng bàng hoàng bức xúc thay cho nữ nghệ sĩ. Tối ngày 23 tháng 10, người dùng mạng xã hội đã phải đồng loạt hoang mang, tỏ thái độ sốc nặng trước bài đăng của Á hậu 1 Miss World Việt Nam 2019 Lô Na Kiều Loan. Theo đó, nàng hậu đã bức xúc lên tiếng về sự việc mà bản thân vừa gặp phải, tố thẳng một sư thầy đã lợi dụng lòng tốt của cô để lừa đảo chiếm đoạt tiền từ thiện. Được biết con số mà Kiều Loan mất trắng lên đến hơn 500 triệu trong tổng số hơn 700 triệu tiền đã gửi. Theo đó, nóng mặt, phía trên trang cá nhân Kiều Loan đã thuật lại câu chuyện. Như mọi người theo dõi thấy, Luna rất hay làm từ thiện, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn ở nhiều nơi. Xây nhà có, xây cầu đường có, học bổng có, hỗ trợ vật chất kịp thời cho bà con có. Chỉ một vài trong số đó được Luna up lên social nhằm lan tỏa niềm vui đến mọi người. Và cũng là cách Luna muốn những ai đang trong hoàn cảnh khó khăn có thể thấy và liên hệ để Luna có thể kịp giúp đỡ ngay lập tức. Trước đây, Luna thường làm các công tác chung với công ty là chủ yếu. Nhưng bắt đầu từ năm nay, Luna đã có những dự án cộng đồng riêng. Một phần vì mình cảm thấy ổn định về nguồn thu và phần quan trọng là mình được một bên chủ động cung cấp thông tin với sự uy tín đến từ thầy trụ trì. Vào lúc dịch bệnh Covid, Luna nấu ăn cùng với bếp ăn Suối Mát Từ Tâm thì nhận được một lời mời từ thầy TNQ. Mong muốn gửi vào bếp ăn gạo để nấu, Luna kết nối cho thầy vào bếp ăn và cũng từ đó Luna bắt đầu biết thầy. Luna qua chùa của thầy cúng niệm Phật và sau đó một khoảng thời gian thầy chia sẻ với Luna là thầy hay làm thiện nguyện xây dựng nhà tình thương cho rất nhiều hoàn cảnh thương tâm, không có mái nhà che thân nên Luna có ngỏ ý là khi nào có hoàn cảnh nào thì thầy gửi để mình giúp đỡ. Ban đầu thầy gửi cho Luna một vài hoàn cảnh, dần dần các hoàn cảnh được gửi liên tục và Luna cũng giúp đỡ với tâm thế tin tưởng, không cần phô trương và một khi đã nhận giúp là phải giúp trọn vẹn. Và đó có lẽ là điểm yếu của Luna khi khỏi quá tin tưởng thầy. Đã có vài lần thắc mắc nhưng sau đó Luna không nghĩ nữa vì sợ bán bổ Phật Pháp và cho đến hôm nay mọi chuyện mới bị phát hiện. Từ đầu năm 1 tháng 1 2023 đến lần cuối Luna chuyển khoản cho thầy là 23 tháng 8 2023, Luna đã chuyển khoản để xây 8 căn nhà, 2 nhà Tiền Giang, 1 nhà Bạc Liêu, 1 nhà Bến Tre, 1 nhà Gia Lai, 1 nhà Sóc Trăng, 1 nhà Kiên Giang, 1 nhà Kon Tum. Khi chuyển khoản, Luna đều ghi rõ nội dung số tiền này dùng xây dựng căn nhà tình thương nào, ngoài ra còn góp sửa nhà cho các sư cô, các gia đình khác nữa, mua 13 chiếc xe lăn cho các ông bà cao tuổi Bình Thuận, kèm tiền mặt 500.000 mỗi người, vận động ấn tông kinh, thỉnh tượng ngài về nghĩa trang xây giếng và các chi phí phóng sanh, mua áo quan cho người mất, tổng chi phí 700.800.000 đồng. Luna có nói với thầy là Luna lịch nhiều và hay phát sinh không cố định nên những nơi quá xa nhờ thầy đại diện Luna khởi công, khánh thành và gửi ảnh cho Luna xem để tạo chứng cứ lừa Luna. Thầy đã dùng những hình ảnh nhà tình thương giả để ngụy tạo là xây dựng đầy đủ, thầy gửi Luna xem không phải các hoàn cảnh Luna được biết ban đầu. Và sau những tấm hình giả tạo đó, thầy luôn dùng thái độ rất thành khẩn và thương xót các hoàn cảnh khó khăn khác đang chờ Luna giúp đỡ. Nên Luna đã điều tra số tiền đó được dùng cho đúng ba việc là mua gạo cho chùa và xây dựng hai căn Luna đi khánh thành, một căn ở Tiền Giang và một căn ở Bến Tre. Tổng cộng số tiền đã chi là 141.400.000 đồng, số tiền còn lại là 559.400.000 đồng thầy sử dụng việc riêng. Bài đăng của Luna đã nhanh chóng khiến cho netizen tỏ thái độ xôn xao bàng hoàng trước hành vi của sư thầy này. Bên cạnh đó, các fan cũng mong nàng hậu nên báo sớm công an để cơ quan chức năng có thể điều tra tìm hiểu về sự việc.